Thưa bà con trăm họ, thưa toàn thể đồng loạt, các sĩ phu yêu nước, ta nguyện trung trực nghĩa quân của phó lãnh binh Trương Định. Hôm nay cho dù đã xa cơ, đứng bên bờ sinh tử, nhưng ta xin thề, dù cho máu đổ đầu rơi, ta cũng sẽ không bao giờ khuất phục. Trời ơi, ta tím mặt bầm gan, nhìn một dải gian sáng ngập tràn trong máu lửa. Một bước xa cơ lòng hờn căm, chất chứa ta hận tới thiên thu chưa thỏa chi tàn bồng. Tìm cách đánh